Trên thế giới, Trung Quốc triệt phá đường dây làm giả hơn 3.000 liều vaccine ngừa Covid-19. 159 người bị bắt trong cuộc biểu tình sinh viên rầm rộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vợ ông Navani nhận án phạt từ tham gia vào làn sóng biểu tình ở Nga. Tại Việt Nam, bác sĩ bệnh viện Trương Vương thu lợi trái pháp luật gần 10 tỷ đồng. Tại Bình Dương, căn nhà đột nhiên phát nổ, 4 nhà bị hư hỏng, một người nguy kịch. Quảng Trị vây bắt nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Hà Giang tiếp nhận gần 30 công dân do Trung Quốc trao trả. Tại Hải Phòng, thuyền viên tử vong tại khu cách ly nghi do trầm cảm. Cảnh báo mô hình kinh doanh đa cấp trái phép Ra một. xin kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin thế giới thưa quý vị khoảng 1 triệu người Rohingya đang theo đạo hồi đang phải tá túc trong các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh họ cảm thấy đau buồn với sự kiện đảo chính diễn ra gần đây tại quê nhà Myanmar theo đó hy vọng được trở lại quê nhà của 1 triệu người dân tộc thiểu số này vốn đã không mấy sáng sủa nay càng trở nên mong manh hơn. Đa số người Rohingya đã phải tháo chạy khỏi Myanmar vào năm 2017 trong một cuộc đàn áp của quân đội, một sự kiện mà các nhà điều tra liên hợp quốc cho rằng có ý định diệt chủng. Tuy nhiên, phía Myanmar đã ra sức phản đối. Đến hôm thứ hai vừa qua, quân đội Myanmar lại tiến hành đảo chính, giành quyền lực khỏi chính phủ dân chủ do người dân bầu ra. Trong số những lãnh đạo bị bắt giữ có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình. Theo Reuters, ghi nhận sự kiện đảo chính khiến nhiều người tị nạn Rohingya ở Bangladesh không khỏi tức giận và đau buồn, kêu gọi thế giới cùng đứng về phía bà Aung San Suu Kyi. Các nước phương Tây cũng chỉ trích chính biến bất ngờ làm tổn hại đến nỗ lực thiết lập dân chủ ở các quốc gia Đông Nam Á vốn còn nhiều đói nghèo, hơn nữa còn xóa mờ viễn cảnh được trở về quê hương của hàng triệu người di cư Rohingya. Cuộc hồi hương do người Rohingya do Liên Hợp Quốc bảo trợ đến giờ vẫn không được hiện được dù có nhiều hỗ trợ từ chính phủ Bangladesh. Gần đây quốc gia Nam Á đã quyết định đưa ra một số người tị nạn đến đảo Sa Bờ và biệt lập thuộc vịnh Bengal. Một động thái cũng hứng chịu nhiều chỉ trích quốc tế. Trước tình cảnh không trốn dung thân của cộng đồng mình, một người phụ nữ tị nạn tên là Rosida đã bày tỏ không còn lời nào để diễn tả hết được nỗi nhớ quê hương của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở về nhà. Thưa quý vị liên quan đến thảm kịch rơi máy bay của hãng Sriwijaya Air, mới đây thì cơ quan điều tra của Indonesia cho biết họ đã gửi các phần máy bay trục vớt được đến Mỹ và Anh để giám định, trong đó bộ phận quan trọng nhất là hệ thống tự động kiểm soát động cơ của máy bay. Chiếc máy bay Boeing 737-500 đã hoạt động 26 năm trước khi gặp thảm kịch kinh hoàng ngày 9 tháng 1, lao xuống biển Java khiến toàn bộ 62 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng và thứ ba ngày 2 tháng 2, Ủy ban An toàn giao thông vận tải quốc gia Indonesia cho biết các phần mảnh vỡ máy bay đã được gửi đến Mỹ và Anh để điều tra. Đáng chú ý nhất là câu hỏi vì sao chỉ số trên hệ thống tự động kiểm soát động cơ của máy bay lại có sự thay đổi. Đối với nhiệm vụ trục vớt trên biển Java, đội cứu hộ đã tìm thấy thiết bị lưu dữ liệu chuyến bay nhưng vẫn đang tiến hành tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái. Đây là thiết bị rất quan trọng đối với công tác điều tra vì có thể giúp giải thích các tác động của phi công trong việc điều khiển máy bay trước khi gặp nạn. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hơn 80 nghi phạm đã bị bắt ở Trung Quốc do dùng nước muối giả làm vaccine COVID-19 để bán từ tháng 9 năm 2020. Các nghi phạm thực hiện hành vi làm giả 3.000 liều vaccine và bán ra thị trường ở nhiều tỉnh thành như là Giang Tô, Sơn Đông, Bắc Kinh. Việc sản xuất và bán vaccine giả là tội ác đáng sợ và có thể gây ra các tác hại nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã nhận định, hãng tin này cũng nói thêm rằng cảnh sát đang kêu gọi công chúng Trung Quốc tiêm chủng thông qua các kênh thông thường để tránh bị lừa đảo. Vụ bắt giữ diễn ra khi Bộ Công an Trung Quốc ra lệnh truy quét tội phạm liên quan đến vaccine. Được biết, từ cuối năm 2020, nhu cầu vaccine COVID-19 ở Trung Quốc cao đến mức một cuộc hẹn tiêm vaccine bị mua đi bán lại với giá lên đến 1.500 đô la Mỹ. Thưa quý vị, truyền thông Úc đưa tin trái rừng đã bùng phát bất ngờ ở ngoại ô thành phố Perth vào thứ Hai sau một ngày vẫn chưa thể kiểm soát và chính quyền địa phương đã mở rộng khu vực báo động khẩn cấp trong khi có đến 30 ngôi nhà bị thiêu rụi và hàng trăm người phải đi di tản mà không kịp mang theo tài sản. Khắp khu vực rộng lớn, đây là một vụ cháy rừng nghiêm trọng. Thưa quý vị, 159 người đã bị bắt giữ sau khi va chạm với cảnh sát thổ nhĩ kỳ ở thủ đô Istanbul trong ngày 1 tháng 2 và họ đã cùng nhau biểu tình phản đối việc Tổng thống Tayyip Erdogan bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường đại học Bogazici. Phong trào biểu tình sinh viên đã nổ ra cách đây một tháng. Họ phản đối việc chính phủ bổ nhiệm ông Bulu làm hiệu trưởng đại học Bogazici là phi dân chủ. Khi vị này tuyên thệ nhậm chức thì làn sóng biểu tình bùng lên mạnh mẽ hơn. Trước đó, ông Bulu từng nộp đơn để trở thành ứng viên cho đảng cầm quyền công lý và phát triển của Tổng thống Erdogan vào năm 2015. Ông Bulu cũng là người đầu tiên không công tác nhưng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường đại học Bogazici kể từ cuộc đảo chính ở thổ nhĩ kỳ vào năm 1980. Những người phản đối đã cùng nhau hô vang: Cảnh sát hãy ra ngoài và các trường đại học là của chúng tôi. Trong khi đó, văn phòng chính quyền thủ đô Istanbul cho biết 159 người đã bị bắt giữ vì không chấm dứt biểu tình dù đã được cảnh báo. Văn phòng nói thêm một cuộc điều tra đang được tiến hành. Hải quân Argentina mới đây vừa đăng tải đoạn video về cuộc giải cứu nghẹt thở một ngư dân Trung Quốc. Anh này bị thương nặng khi đang cùng các đồng nghiệp tàu cá Fuxin đánh bắt trên Đại Tây Dương. Cuộc giải cứu nghẹt thở diễn ra vào Chủ nhật tuần trước, ngư dân Trung Quốc bị dây cáp bằng thép rơi trúng chân gây ra vết thương rất nghiêm trọng sau khi chủ tàu thông báo khẩn cấp cho Hải quân Argentina. Lực lượng chức năng quyết định cần phải di tản nạn nhân ngay lập tức. Tiếp đó, một máy bay trực thăng chở theo các bác sĩ và một máy bay PA-42 của quân đội đã bay đến giữa biển, xác định vị trí của con tàu và ngư dân bị thương. Nạn nhân được chuyển lên trực thăng, đưa về căn cứ quân sự sơ cứu rồi mới được chuyển tới bệnh viện để điều trị thêm. Cục điều tra bang Tennessee, Mỹ vừa thông báo họ đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông David Vogel, 70 tuổi. Ông này là nghi phạm trong vụ bắn chết hai đồng nghiệp cùng hành nghề săn vịt ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, thì đến thứ Bảy, nghi phạm cũng đã qua đời bí ẩn, cách không xa hiện trường vụ án trước đó. Cảnh sát đã lên kế hoạch khám nghiệm tử thi ông David Vogel. Trước đó, thì các vụ án liên hoàn đã xảy ra tại hồ Redfoot, phía tây bắc tiểu bang Tennessee. Ngay trước khi qua đời, thì ông Vogel bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 1 có liên quan đến cái chết của hai đồng nghiệp 25 và 26 tuổi. Một nhân chứng vô tình có mặt tại hiện trường cho biết, ông Vogel đã bắn hai nạn nhân trước khi lái xe rời khỏi hiện trường. Nghi phạm Vogel được giới chức thực thi pháp luật mô tả là nguy hiểm và có vũ trang. Tuy nhiên, ông không có tiền án tiền sự ở bang Tennessee. Thưa quý vị, tòa án Nga mới đây đã phạt bà Yulia Navalnaya, vợ của chính trị đối lập Alexei Navalny, số tiền là 20.000 rúp Nga do tham gia biểu tình cùng hàng vạn người khác. Làn sóng biểu tình yêu cầu phóng thích ông Navalny đang khiến giới chức Nga đau đầu và nỗ lực dập tắt. Chỉ trong cuối tuần qua thì đã có hơn 5.000 người bị bắt giữ. Bà Yulia Navalnaya nghe tuyên án vào ngày 1 tháng 2, luật sư của bà cho biết sẽ cân nhắc kháng cáo. Cũng trong hôm đó, người phát ngôn Điện Kremlin một lần nữa nhắc lại quan điểm của chính phủ, cho rằng đám đông biểu tình là những kẻ côn đồ và kích động. Nỗ lực đối thoại với họ dường như là không thể. Trước đó, Tổng thống Nga Putin và chính phủ cũng nói việc biểu tình là bất hợp pháp và sẽ bị giải tán. Ông Navalny bị bắt giam ngày 17 tháng 1 sau khi từ Đức trở về thủ đô Moscow. Trước đó, ông phải điều trị tại Đức do nhiễm chất độc thần kinh. Nhà hoạt động đối lập cáo buộc Tổng thống Putin đứng sau vụ việc nhưng Điện Kremlin kiên quyết bác bỏ. Quý vị đang đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận thanh tra tại bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó xác định nhiều sai phạm tại đơn vị này với số tiền thu lợi trái pháp luật lên tới gần 10 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra từ năm 2012 đến năm 2018, các điều dưỡng và các bác sĩ của khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tự mua sắm vật liệu nhân tạo, không nộp tiền cho bệnh viện để hưởng chênh lệch với số tiền là 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 11 bác sĩ tại thời điểm thực hiện 3.000 ca phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ nhưng chứng chỉ hành nghề không có phạm vi hoạt động chuyên môn là phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng theo kết luận thanh tra, các cá nhân có thời gian một tháng để khắc phục hậu quả. Trường hợp quá thời gian, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vào ngày 2 tháng 2 đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại nhà dân trong khu dân cư ở phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An. Theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 2 tháng 2, khi người đàn ông khoảng 60 tuổi về nhà mở cửa thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong hất văng nạn nhân xuống đất bất tỉnh. Sau tiếng nổ lớn, mái nhà bị hất tung lên trời, đồ đạc bên trong xáo trộn, bốn căn nhà xung quanh bị hư hỏng nặng, cửa kính bể nát. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, bị bỏng nặng toàn thân. Theo những người hàng xóm cho biết, gia đình có đổi một bình ga vào chiều hôm trước và chưa sử dụng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ. Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên xử sơ thẩm theo hình thức xét xử kín vụ tham ô tài sản nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài viết tắt là Fosco trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bị cáo bị xét xử tội tham ô tài sản có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình công ty fosco là một doanh nghiệp nhà nước có chức năng tư vấn về quản lý cung ứng và quản lý nguồn lao động dịch vụ môi giới bất động sản theo cáo trạng bị cáo nguyễn tấn tài tổng giám đốc fosco hiện đã chết đã thống nhất cùng với các đồng phạm về việc lập ký khống cấp bảng lương với mục đích rút tiền từ tài khoản của fosco sử dụng tiền vào các hoạt động khác của công ty và tiêu dùng cá nhân từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 3 năm 2016, các bị cáo đã cấu kết lập khống 314 bộ chứng từ chiếm đoạt của Fosco, số tiền là 44 tỷ đồng. Cáo trạng xác định trong vụ án này, ngoài Nguyễn Tấn Tài thì bị cáo Trần Hoàng Nguyệt, cựu phó phòng kế toán đã đứng ra tổ chức hướng dẫn và lập các bộ chứng từ lương khống để chiếm đoạt tiền của Fosco. Phiên tòa xử kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới, tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết khi tuyên án sẽ công khai phần quyết định trong bản án. Một tấn hàng thực phẩm chức năng tự in thêm các công dụng giảm mỡ bụng, làm đẹp và tăng cường sinh lý của bà Đào Thị Hồng, sinh năm 1990, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã bị công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tạm giữ để làm rõ các hành vi gian lận thương mại và buôn bán hàng giả. Thời điểm kiểm tra cơ sở tại số 18 ngõ 23 Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm cơ quan chức năng phát hiện có hai nhân viên là vũ thị kim oanh ở hưng yên và mai thành luân ở quảng ninh đang sử dụng máy khò máy dập đóng gói dán tem nhãn lên vỏ lọ vỏ bao bì thực phẩm chức năng khai nhận với cơ quan điều tra chủ lô hàng thừa nhận kinh doanh không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất không đúng sự thật về hàng hóa hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ cơ quan chức năng và người dân địa phương xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Theo đó, 5 đối tượng gồm Lê Minh Xuyên, 31 tuổi, ngụ ở Long Thạnh, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Li 28 tuổi, Jian Sufa, 21 tuổi, Meng Silai, 22 tuổi, Chan Biao, 22 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc. Riêng 4 đối tượng người Trung Quốc trên không có giấy tờ tùy thân. Trước đó, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã bỏ 5 người này xuống quán nước rồi rời đi. Nhận thấy đây là nhóm người lạ, người dân đã gọi cho chính quyền địa phương đến kỳ kiểm tra. Khi thấy lực lượng chức năng thì nhóm người này lập tức bỏ chạy. Hiện cơ quan chức năng đã đưa 5 đối tượng trên đi cách ly tập trung và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây, đồn biên phòng Thanh Thủy và công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận gần 30 công dân do phía Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Đây đều là những công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Trước đó, những công dân này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với nhiều mục đích khác nhau, bị lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra, phát hiện không có giấy tờ cư trú hợp pháp và đã tiến hành tạm giữ. Sau khi tiếp nhận, thì lực lượng chức năng Việt Nam đã tiến hành sát khuẩn, kiểm tra y tế và đưa đi cách ly theo quy định. Tại khu vực cách ly tập trung Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vừa xảy ra vụ việc một người cách ly tập trung tử vong trong tư thế treo người, nhiều nghi vấn do là trầm cảm trước đó y tá trực buồng đi kiểm tra hoạt động phòng chống dịch tại các buồng cách ly đã phát hiện thuyền viên trên trong tư thế treo người trong phòng các bác sĩ ngay lập tức đã tập trung cứu chữa nhưng nạn nhân được xác định là đã mất nước khi được phát hiện được biết nạn nhân này là thuyền viên tàu Mê Công thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải biển Gia Long tại thành phố Hồ Chí Minh. Do tàu Mê Công vừa từ nước ngoài cập cảng Hải Phòng nên nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 để khám chữa bệnh, đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Mới thực hiện cách ly được thời gian ngắn thì xảy ra vụ việc. Trước đó khi được đưa đi khám chữa bệnh cách ly, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Đức Hòa, Long An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra kể từ đầu tháng 12 năm 2020, bảo sử dụng tài khoản Facebook Hoàng Trần tham gia vào nhóm cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, tìm người có nhu cầu mua bán đô la Singapore để mua rồi bán lại nhằm mục đích hưởng lợi. Tại nhóm này thì Bảo tìm được một người phụ nữ có nhu cầu giao dịch rồi thỏa thuận mua bán tổng số là 28.620 đô la Singapore với giá là 17.400 Việt Nam đồng một đô la Singapore. Nạn nhân sau đó đã chuyển đi 498 triệu đồng cho đối tượng này. Tuy nhiên sau khi người này đã chuyển tiền, Bảo đã cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Thưa quý vị, đồn biên phòng Mường Pồn, tỉnh Điện Biên vừa phát hiện tại khu vực mốc 89 tuyến biên giới Việt-Lào có 8 đối tượng di chuyển trên 2 xe taxi hướng từ trung tâm xã Mường Pồn, huyện Điện Biên lên khu vực Bản Pá Trà, gần đường Mòn, ra biên giới để xuất cảnh sang Lào. Ngay sau đó, thì tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra, hành chính và tiến hành các biện pháp y tế cách ly theo quy định, đồng thời xác minh làm rõ sự việc. Các đối tượng bị bắt gồm Lò Văn Tuyên, sinh năm 1988, Lò Văn Kho, sinh năm 2001, Quảng Thị Khò, sinh năm 1995, Quảng Văn Hải, sinh năm 1998, Quảng Văn Soi, sinh năm 1989, Lò Văn Thức, sinh năm 1985, Lò Thị Mina, sinh năm 1998, Quảng Văn Vi, sinh năm 2002, cùng chú tại Bản Hủy Lái, Cụm Đậm Là, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Các đối tượng đã khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2020 thì các đối tượng vượt biên từ Lào và Việt Nam đi làm thuê cho doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, các đối tượng bắt xe từ Thái Nguyên về Điện Biên để vượt biên về Lào đón Tết cùng với gia đình thì bị bắt giữ ngày 2 tháng 2 thì công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 8 đối tượng để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. Trước đó thì một chủ tiệm tạp hóa tại huyện Châu Phú đã trình báo công an các đối tượng đến mua thẻ nạp điện thoại bằng tiền giả với mệnh giá là 500.000 đồng và đã lấy đi 300.000 đồng tiền thật từ chủ tiệm. Qua trích xuất camera, công an xác định Nguyễn Tấn Đạt, 20 tuổi, có liên quan đến vụ việc nên đã mời về làm việc. Sau đó, công an bắt giữ thêm các đối tượng được đém cùng Lê Thanh Sơn 30 tuổi, Phạm Tấn Lợi 21 tuổi, Nguyễn Thanh Phong 25 tuổi, Nguyễn Hữu Tiến 30 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn 19 tuổi, tất cả cùng ngụ tại An Giang. Đồng thời công an thu giữ một xe máy, 7 điện thoại di động, 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Qua làm việc các đối tượng khai nhận mua tiền giả qua mạng xã hội rồi đi mua hàng tại các cửa tiệm để đổi tiền thật, mua chất cấm về sử dụng. Lực lượng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa tiến hành kiểm tra phát hiện một lô hàng cả ngàn linh kiện iPhone nhập lậu tại sân bay quốc tế nội bài. Các lô hàng vi phạm này nếu ráp lại hoàn chỉnh có thể lên đến 500-600 đến chiếc iPhone. Theo Cục điều tra chống buôn lậu, lô hàng này được vận chuyển trên chuyến bay mang số hiệu OZ951 của hãng hàng không ASEAN Airlines đến sân bay nội bài. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phát hiện dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành khám xét và phát hiện có 22 kiện chứa linh kiện, phụ kiện điện thoại đã qua sử dụng, chủ yếu thuộc thương hiệu iPhone. Trong khi đó, lô hàng được khai báo có 5 dòng hàng phụ kiện dày da và may mặc. Hiện vụ việc đang được cơ quan này tiếp tục xác minh, điều tra và làm rõ. Trong thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều thông tin về việc phân lô bán nền đất ở của dự án Đông Triều Green Park tại thị xã Đông Triều, giá được chào mời nhà đầu tư chỉ hơn 500 triệu đồng một lô với lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên thì phòng tài nguyên và môi trường thị xã Đông Triều cho biết không hề có dự án Đông Triều Green Park nào được phê duyệt chính quyền địa phương này cảnh báo thông tin trên mạng xã hội về dự án đông triều green park tại phường yên thọ thị xã đông triều là thông tin giả mạo đồng thời cơ quan chức năng thị xã đông triều đã kiểm tra hai khu đất tại khu yên hợp và khu yên trung phường yên thọ có nội dung quảng cáo giao bán đất nền mang tên dự án đông triều green park thì đó là đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân không phải là đất ở phòng tài nguyên môi trường thị xã đã có thông báo nội dung đến người dân để tránh việc rơi vào bẫy các đối tượng lợi dụng lừa đảo Thưa quý vị, tại tỉnh Thái Nguyên, dự án khu đô thị Nam Thái tại thị xã Phổ Yên có tổng đầu tư dự kiến lên đến 4.000 tỷ đồng sau gần 7 năm được chấp thuận, chủ trương đến nay thì vẫn bất động. Và điều đáng nói thì dự án không triển khai theo dự kiến nhưng chủ đầu tư chưa trả lại nhiều tỷ đồng tiền ký quỹ cho nhà thầu. Năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển Đông Nam Á, công ty Đông Nam Á đã được cho phép thực hiện dự án khu đô thị Nam Thái với tổng diện tích đất là gần 200 ha. Chủ đầu tư cũng đã quảng bá dự án rầm rộ và ký nhiều hợp đồng nguyên tắc thi công xây lắp với nhà thầu và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với một số cá nhân. Trong đó có hai công ty phải chuyển cho công ty Đông Nam Á 5,2 tỷ đồng để ký quỹ hợp đồng thi công dự án này. Thế nhưng hiện khu đất quy hoạch dự án này không hề có bảng biển và người dân vẫn trồng lúa, thậm chí những khu đất trũng đã biến thành nơi chăn thả vịt. Các nhà thầu đối tác đang phải lao đao vì mất vốn khi dự án bất động mà chủ đầu tư thì vẫn chây ỉ trả lại tiền ký quỹ đã thu. Quý vị đang đến với phần tin cảnh báo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn về việc phòng ngừa ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép với tên gọi là dự án Crown 1. Dự án này đã bị Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về tính rủi ro. Công văn nêu rõ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nổi lên hình thức hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp với tên gọi là dự án Crown 1. Dự án này được lan truyền rất nhanh trên các trang thông tin điện tử, YouTube, các nhóm mạng xã hội với chiêu bài sân chơi khởi nghiệp cho giới trẻ. Crown 1 cho phép người tham gia sử dụng các thiết bị điện tử kết nối internet để mua cổ phiếu ảo và hứa hẹn sở hữu lượng cổ phiếu giá trị lớn khi các công ty này lên sàn giao dịch chứng khoán. Thực tế, gara 1 chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Để tránh rủi ro về mặt vật chất và pháp lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo người dân không tham gia đầu tư hay phát triển hệ thống kinh doanh và dự án nêu trên, cũng như tham gia vào các hình thức có dấu hiệu kinh doanh đa cấp khác, Wifinex, Radinbar, Bitono. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.